Ngày 1 tháng 12, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm, cùng 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và rửa tiền, xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Tại tòa, hội đồng xét xử xác định lại số tiền mà ông Quân chiếm đoạt là 102,5 tỷ đồng. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội tham ô tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên bị cáo Quân 21 năm tù giam, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm 12 năm về tội tham ô tài sản và 3 năm về tội rửa tiền, tổng hợp là 15 năm tù. 5 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận mức án cụ thể như sau. Nguyễn Thị Ngọc, cựu phó giám đốc, 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc, 3 năm 6 tháng tù. Ngô Trương Ngọc Bích, cựu trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, 3 năm 6 tháng tù. Đặng Thị Hiên, cựu kế toán trưởng, 3 năm 6 tháng tù. Nguyễn Huy Việt, nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế, 3 năm tù. Trần Hậu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hải Đăng, 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị cáo Quân, bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân phải bồi thường số tiền hơn 102,5 tỷ đồng cho bệnh viện này. Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, các bất động sản của vợ chồng bị cáo Quân Diễm tiếp tục bị kê biên. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, trưa nay ngày 1 tháng 12, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lại Thế Việt, sinh năm 2002, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo kết quả điều tra bước đầu, Việt và Huỳnh Hải Quang, sinh năm 1986, ngụ số 10C, khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, quen biết qua mạng xã hội. Sau đó, hai đối tượng bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Ngày 30 tháng 11, Việt có mặt tại thành phố Trà Vinh. Quang đã đưa cho Việt một khẩu súng, Quang giữ một khẩu súng, loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc. 17 giờ ngày 30 tháng 11, Quang chở Việt trên nhiều tuyến đường ở huyện Châu Thành, Trà Vinh để săn mồi. Đến 18 giờ, cả hai đến tiệm vàng ở khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Tại đây, Việt đứng phía trước canh đường, Quang đi vào tiệm vàng để cướp. Vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào người chủ tiệm vàng rồi đập vỡ tủ kính, lấy 6 lượng vàng. Ngay sau đó, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng bỏ trốn về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang. Riêng Quang giữ số vàng cướp được, tẩu thoát bằng xe máy về hướng tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên khi đến gần cầu Cổ Chiên, gặp lực lượng công an chốt chặn, Quang tăng ga tháo chạy, rút súng định bắn trả nhưng đã tự té, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, thực hiện thủ tục bàn giao thi thể Huỳnh Hải Quang cho gia đình. Ngày 1 tháng 12, liên quan tới việc một số học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có dấu hiệu nghi bị ngộ độc khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 30 quận huyện, thị xã và các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Trong khi đó, theo báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, chiều ngày 29 tháng 11, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Các em cho biết trên đường đến trường có mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và chia nhau ăn. Hiện sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Công an phường Đại Mỗ đã đến cửa hàng tại số 19/8, phố Quang Tiến, kiểm tra và thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện mẫu các loại đồ ăn này đã được gửi tới cơ quan chức năng để giám định thành phần. Sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về kết quả giám định các mẫu kẹo lạ có nhãn mác nước ngoài mà lực lượng chức năng vừa thu giữ tại nhiều quầy bán hàng rong ở một số cổng trường học trên địa bàn thành phố. Kết quả, các mẫu kẹo trên không chứa chất ma túy.
Tuy nhiên đây là những sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, Công an thành phố Lạng Sơn đang điều tra và xử lý đối với trường hợp đưa thông tin sai sự thật về việc các gói kẹo bày bán tràn lan trên thị trường, các cổng trường học có chứa chất ma túy. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc, đơn vị cũng đang phối hợp điều tra. Ngày 1 tháng 12, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 11, một nam shipper giao hàng, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, lái xe máy chở nhiều thùng hàng đến giao tại căn nhà trên đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới nơi, anh dựng xe máy trước cổng nhưng không rút chìa khóa và lấy một gói hàng đi bộ vào trong để giao hàng cho khách. Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện nổ máy xe của nam shipper rồi tăng ga bỏ chạy cùng hàng hóa trên xe. Người dân nghe tiếng hô hoán dùng xe máy đuổi theo kẻ trộm nhưng không kịp. Theo nam shipper, xe máy có giá khi mua là 24 triệu đồng. Ngoài ra có 34 gói hàng bị lấy đi, giá trị ước tính gần 10 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an đã phát hiện Tuấn là nghi can nên bắt giữ. Tuấn khai sống lang thang, nghiện ma túy. Sau khi lấy trộm xe máy cùng hàng hóa, Tuấn bán cho một người với số tiền 1,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.